Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sóng này mình
Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị. Và hiện nay Sài Gòn đang là 20 giờ 30 phút anh chị ơi. Ở đây không biết là có mấy anh chị đóng hàng đi đâu đây mà đóng quá trời đây. Để mình tới mình xem coi. Hàn Quốc rồi coi. Quá trời hàng hóa luôn. Này đóng đi Mỹ anh chị, đóng đi Washington. Ba xe hàng mà đóng đi Washington. Cái này là quà cáp anh chị ơi. Quà cáp bà con mang từ Việt Nam qua Mỹ. Một phần chắc là cũng mang đi làm quà, một phần đi mang bán hay sao đó. Thank you.
chụp ra cho em cho ông chụp đi. Hello.
hình con có cái gì con gửi cho Thank you.
cho đường ta vô anh chị ơi. Okay. Anh về cái đẳng nha.